Bây giờ mới chưa chôn rồi. Bây giờ đi ha. Dạ. Mấy giờ chôn? Đi 7 giờ đi là mình đi ra ngoài luôn đó. Dạ. À, 7 giờ là mình đi ha. Cơm cho mẹ nó kìa. Dạ. Bé cúng cơm cho mẹ nè. Ăn cơm cuối chia tay ra mộ mẹ. Ngon ngon. Hai ba ngày nay mà có nằm thấy mẹ không? Có không? Trà đá được rồi, trà đá. Ngày bây giờ thì con có chị Dung với mẹ chị nha. Chút nữa mình chở ghe đi hả cô? Muốn ghe bự chở. Dạ, muốn ghe bự mình chở. Cho chị Ba về ăn cơm hả? Chị hai. Chị hai hả? Chị hai về ăn cơm hả? Chị Dung còn một đứa em cũng khá là nhỏ. Em trai Út đấy. Đồ phẩm người luôn. Ăn đồ phẩm vô. Mẹ nó ưa đồ phẩm ha. Ở đâu là tới gan cô ăn đặt vào. Chạy được không giờ? Khổ nha. Dạ. Đám bình đi đám bên kia mà. Đám bên cái biển á. Sáu giờ 15 rồi. À 7 giờ chuẩn bị di quan. 9 giờ mình chôn hả con? À 7 giờ di quan, 9 giờ chôn ha. Đi đò lâu lắm nha. Đi đò chậm nó xa gần đâu, chôn gần đây. Dùng cái cậu có chưa tới đình nữa, quẹo vô cái ngã ba đó. Dạ. Thì vậy mình chở bằng ghe hết ha cô. Có cầu đó mình đi qua đó, chạy đường sông qua đó. Ăn với mẹ bữa cơm cuối nha. Này gọi là ăn bữa cơm cuối mẹ. Ăn hết luôn nha con. Đây nè, đây lên. Vậy để qua bánh bữa thứ 6 rồi đó. Con ăn cho mẹ con nó thả thanh thản. Ừ, ở nhà thì ba. Không nổi không? Nổi chăng lên tức lạnh vô ăn. Mình cúng mẹ xong là mình ăn. Mà cái quần áo mình chưa có đốt nữa rồi. Khi nào chôn xong rồi mới đốt. À, nay. Cũng có chị ở Hàn Quốc hay gì á, nó xin số điện thoại gia đình á, nó tính giúp bé này nè, nếu có gì cho chị là chị điện về. Đọc số điện thoại trên luôn. Địa chỉ số điện thoại luôn.
Nó cho nó đi trực tiếp luôn hả? Đúng rồi. Đọc nó nói chút đó hả? Nói là chút nó đi chung, chừng nào xuống xong đi rồi về đây đi. Người đọc trong cái video này nè. Đăng lên rồi người ta giúp là người ta điện. Người ta điện thẳng cho gia đình mình, cái người ta mình cho số tài khoản người ta gửi cho mình luôn hả? Yeah. Tại vì tụi em cũng về rồi. Dạ. Vô cho chung bé là gì à? Ngày đây là về đó. Đi hết 3 ngày. Đi đò ở đây. Hôm qua là ở Mỹ Xuyên. Dạ. Bữa đầu tiên là ở đây. Dạ. Con bé 16 tuổi nó nằm ở đâu? Ở Mỹ Xuyên á. Ở Mỹ Tú hả? Mỹ Tú. Ừ. Sáng mưa hay ta? Đúng rồi, nhà khổ lắm, dữ lắm, khổ luôn. Không có nhà luôn á. Nhân là phòng vô gán ăn hết, uống cơm đi rồi uống nước. Con ăn được bao nhiêu con ăn, đừng có cố ha. Con ăn chút mẹ con vui được rồi. Chả hiếu rồi, đứng bắt ăn hết, nhiệt lắm. Nó ăn không nổi. Con bé cũng gán ăn hết còn chút xíu à. Ăn tự trưng cũng được. Còn nhiều không rồi, ăn cơm cho mẹ. Cơm cuối cùng với mẹ. Ăn chén cơm của mẹ đó ha. Thì cái vỏ đó thế ha. Đi bằng cái vỏ đó. Dạ dạ. Nước cắt ra. Đó lên 20 cũng được. Chúng bữa đưa mẹ đi là con hết thấy mẹ ở nhà nữa rồi đó. Hồi con có theo mẹ không? Con đi theo không? Theo đi theo đưa mẹ đi ha. Bé gán ăn hết chén luôn nè. Nó bưng ly hương quá. Chắc dịu quá. Thì nó bưng ly hương mẹ nó chứ ai bưng. Chắc thì Úc. À, Úc Xuyên. Dạ dạ. Úc Xuyên nó bưng tiếp. Dạ. Dạ đúng rồi, em gái bưng. Con là thỉnh dâm qua cầu ạ.
Hôm qua làm từng rồi đúng không? Ờ, à, được từng rồi. Hôm nay là 8 ngày rồi ha. Hôm nay là ngày thứ 8 rồi ha. Bây giờ em dùng mất là 8 ngày đó quý cô chú anh chị. Bé ăn, bé ăn đã xong rồi nè. Bé ăn xong rồi để không rồi. Nước nước đi.